Thưa quý vị và các bạn, tình mẫu tử, lời ru quê hương, hình ảnh về người bà, người mẹ luôn là nguồn cảm hứng dạt dào vô tận để các nhạc sĩ viết nên những ca khúc in đậm trong trái tim mỗi khán giả. Và trong số tháng 3 năm 2020 lần này, giữa ý nghĩa thiêng liêng của Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, chương trình Tình yêu từ Hà Nội muốn giới thiệu tới quý khán giả những giai điệu như thế, để chúng ta có dịp được thêm một lần nữa thể hiện tình yêu thương với những người phụ nữ xung quanh mình. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn về hoạt động của các hội viên Hội âm nhạc Hà Nội trong thời gian phòng tránh dịch COVID-19. Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, các hoạt động thường kỳ của Hội âm nhạc Hà Nội đang phải tạm dừng. Dẫu vậy cũng không ngăn được niềm đam mê, sức sáng tạo và tinh thần làm việc bền bỉ của các nghệ sĩ trong hội. Nhiều nhạc sĩ vẫn miệt mài sáng tác, cố gắng đưa những sản phẩm của mình trở thành thông điệp tuyên truyền bằng âm nhạc gửi tới công chúng. Và nhạc sĩ Lê Mây cùng ca khúc Corona ở nhà là một trong số đó. Lúc đầu thì mình định viết là Corona, không phân biệt giai cấp, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt già trẻ trai gái, không phân biệt da trắng da đen da nâu da đỏ. Về sau thấy bài hát nó dài quá, mấy hôm sau thì mình nghĩ đến một cái tớ, tức mình khoanh vùng, mình hạn chế cái phạm vi của cái bài viết. Thế thì đi đến cái điệp khúc là cứ yên tâm ở nhà, vì thế mà ta cứ yên tâm ở nhà. Nó gieo vào trong đầu người ta một cái yên tâm, một cái không bi lụy, một cái không buồn bã. Ở đây là thậm chí là vui vẻ đến mức hơi hài hước một chút. Về mặt tinh thần, chúng ta cứ vui vẻ đi. Đừng có bi lụy, đừng có buồn bã, đừng có sợ hãi gì cả. Với lời ca mang nhiều thông tin, lời khuyên hữu ích, hy vọng rằng những sáng tác của Hội âm nhạc Hà Nội trong thời gian này sẽ trở thành món quà tinh thần giúp công chúng cảm thấy nhẹ nhàng hơn giữa tâm dịch. Thưa quý vị và các bạn, tháng 3 về, mỗi người trong chúng ta lại có dịp bồi hồi nghĩ về những người phụ nữ của mình, những người bà, người mẹ, người chị đã một lòng hy sinh, cống hiến làm đẹp hơn cho đời. Từ ý nghĩa và lòng biết ơn vô hạn ấy, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Dòng sông quê mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Nghệ qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Quỳnh Anh. Ca khúc Dòng sông quê mẹ tôi đã viết năm 2019. Sau một lần về quê của anh bạn tôi đã chia sẻ rằng là đã mất mẹ từ lâu. Anh ấy rất là nhớ mẹ vì những cái kỷ niệm của tuổi thơ anh ấy lớn lên cùng mẹ. Bây giờ quay về dòng sông thì cảm xúc nhớ mẹ rất nhiều. Cho nên trong tối hôm đấy tôi về, tôi đã viết luôn ca khúc Dòng sông quê mẹ. Thank you.
nỗi nhớ. Bao năm xa cách trở lại bên sau. Ngày xưa sông trẻ dòng nước trong xanh dáng hình mềm mại. Tuổi thơ tôi trăn trở tắm sông hồi sao vui cánh diều. Phía cuối dòng sông vẫn ngôi nhà xinh xinh nhỏ bé. Bâng khuâng tôi ngóng tìm lại dấu yêu. Ngồi nghe sông kể chuyện bên sông xưa dáng hình của mẹ. Từng bước dắt con đi nắng mưa vượt bão giông cuộc đời. Vì nhớ thương
mẹ thương ta nhiều, ta thương mẹ được bao nhiêu. Cũng với nỗi lòng biết ơn da diết về những hy sinh tần tảo sớm hôm, mẹ đã nâng bước cả một đời con trẻ. Nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt đã dồn cả những tâm tư ấy vào trong sáng tác Thương Mẹ do chính bà thể hiện, như một món quà tinh thần gửi tới những bà mẹ, những người phụ nữ đã hy sinh cả cuộc đời vì con cháu. Trên 40 năm hoạt động nghệ thuật, là một người nghệ sĩ ca cải lương, rồi dân ca các miền, những các bài âm nhạc truyền thống. Nhưng hôm nay Thúy Đạt thật vui là được thể hiện một ca khúc mà do bản thân mình đã sáng tác hát về mẹ. Tôi chỉ mong muốn là tôi hát được về người mẹ của tôi thôi. Và bởi vì cả cuộc đời nghệ thuật của tôi, năm nay là 68 tuổi rồi, tôi thành đạt rồi mà tôi chưa bao giờ tôi hát được một bài hát trọn vẹn cho mẹ tôi nghe. Lòng buồn nhớ mẹ à, buồn ơi thương nhớ vơi đầy mẹ ơi, thương nhớ vơi đầy gửi theo mây gió muôn sớm nắng chiều mưa ngân nga câu hát gió đưa xa rồi con đi khắp bốn phương trời vẫn không xa vắng những lời mẹ xưa cánh cò chập chới trong mưa thân gầy áo mỏng nắng mưa dai dâu con tầm trong kiếp lá dâu mẹ ơi thương lắm. Sớm nắng chiều mưa ngân nga câu hát gió đưa xa rồi con đi khắp bốn phương trời con không xa vắng những lời mẹ xưa cánh cò chập chới trong mưa thân gầy áo mong sớm chưa dãi dâu con tầm trong kiếp lá dâu mẹ ơi thương lắm bao giờ cho nguôi con tầm trong kiếp lá dâu mẹ ơi thương lắm. Hôm nay ngồi mẹ ơi
món quà tinh thần nhỏ gửi tới những người phụ nữ, những đóa hoa xinh đẹp của cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Thăm núi rừng quê anh, sáng tác nhạc sĩ Minh Hằng, thể hiện nghệ sĩ ưu tú Minh Quang. Tôi đã được vào thăm Tây Nguyên đúng vào dịp tháng 3, là mùa đẹp nhất của Tây Nguyên, mùa con ong đi lấy mật. Hôm đó tôi đã được cùng các chàng trai, cô gái Tây Nguyên đốt lửa, rồi gõ cồng chiêng, nhảy múa dưới ánh trăng. Tôi được chứng kiến những cảnh đôi trai gái tỏ tình với nhau bên bờ suối. Tôi đã viết lên bài Thăm núi rừng quê anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Những âm thanh đầu tiên của mỗi con người hầu hết là lời ru của mẹ, những lời ru êm dịu, nhuốm màu dân gian, nhưng với mỗi tấm lòng người mẹ đều mang một cảm thức riêng, bao bọc, vỗ về từng tâm hồn non trẻ. Dòng sông quê cũng như lời ru ấy, dịu dàng, êm dịu, vỗ con yên giấc mỗi buổi trưa hè. Những hình ảnh quen thuộc, rất đối đời thường đó đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ giúp nhạc sĩ Hồng Vân sáng tác nên nhạc phẩm Dòng sông quê hương và lời ru của mẹ qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Hà Vi. Ca khúc này sẽ thay lời chào kết của chương trình Tình yêu từ Hà Nội số tháng 3 năm 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Mỗi chúng ta, ai ai cũng đều có một dòng sông quê nhà. Khi tuổi thơ đến thì thường được hay vùng vẫy trên sông những buổi trưa hè và những đêm trăng thì thường được mẹ à ơi những lời ru, mẹ thường có những câu ca dao về dòng sông. Từ đó tôi rất có ấn tượng tuổi thơ với lời ru của mẹ và dòng sông. Và khi lớn lên là một nhạc sĩ, tôi có hồi tưởng đến dòng sông và tôi đã viết tuổi thơ và lời ru của mẹ. Trăng soi sáng trên sông, lời mẹ mênh mang tựa như ánh trăng thành. Mẹ ngồi ôm con gió lạnh khi trời vào đông. Bao năm qua con đã xa mẹ, lời mẹ ru thắm mãi trong con ngàn lời. Dòng sông và cả đời con. Ngày còn thơ ngây, con trong vòng tay ấm êm, mẹ ngồi ru con khi trăng rằm đã khuyết mãi trên non. Lời mẹ tuổi thơ và của dòng sông. Con không biết nói gì trong lúc này, chỉ biết rằng khi xa mẹ, con càng thấy thấm những lời mẹ ru. Nơi quê nhà, xin mẹ hãy yên lòng. Dòng sông mắt trong, lời mẹ ru con như đêm rằm trăng soi sáng trên sông. Lời mẹ mênh mang tựa như ánh trăng thành. Mẹ ngồi ôm con gió lạnh khi trời vào. Dòng sông và cả đời con. Ngày còn thơ ngây, con
con trong vòng tay ấm êm. Mẹ ngồi ru con khi trăng rằm đã khuyết mãi trên non. Lời mẹ ngân xa cùng với những tháng năm, mẹ là trắng thay soi bóng hình xuống cả dòng sông. Con bôn ba đi khắp mọi miền mà lời ru vẫn mãi trong con, từng lời ru yêu thương của mẹ của tuổi thơ.